Trong 2 tuần qua, Ngân hàng Nhà nước đã mở 4 phiên đấu thầu vàng, nhưng hủy đến 3 lần. Trong đó, phiên đấu thầu duy nhất diễn ra thì cũng chỉ bán được 20% số vàng chào thầu cho hai đơn vị. Vậy các chuyên gia đánh giá như thế nào về trạng thái này? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Trong thông báo mời thầu do Ngân hàng Nhà nước gửi đi, tổng khối lượng vàng miếng được đấu thầu mỗi phiên là 16.800 lượng vàng miếng SJC. Khối lượng đấu thầu tối thiểu mỗi thành viên được phép mua là 1.400 lượng, khối lượng đặt thầu tối đa 2.000 lượng. Thời điểm hiện tại, giá vàng biến động khó lường và đầy rủi ro, chắc chắn không có doanh nghiệp nào mua vàng để đầu cơ, vì thế nhu cầu càng không quá cao. Điều này nó đang thể hiện một điều, đó là bản thân các cái doanh nghiệp mà kinh doanh vàng, họ chưa thực sự thiếu cái vàng SJC như là chúng ta tưởng. Chúng ta cũng cần xem xét cái lượng đặt cọc thế nào cho nó phù hợp hơn. Vì nếu mà đặt cọc mà tham gia đấu thầu mà nó không thắng thầu rồi mà không thực hiện thì sẽ mất cọc. Thời gian qua giá vàng biến động tương đối mạnh. Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng quốc tế tăng gần 20%, trong nước tăng từ 11 đến 13%. Vì vậy, 4 phiên đấu thầu vàng chưa thể kết luận được hiệu quả hay không. Chúng ta đã có kế hoạch, có phương án, có cách thức xử lý vấn đề sắp tới là chúng ta nhất quán triển khai thực hiện, và tôi nghĩ là chúng ta sẽ sớm ổn định được cái thị trường vàng trong thời gian tới. Ở một góc độ khác, có chuyên gia lại cho rằng việc đấu thầu vàng là không cần thiết, mà điều cần là phải sửa Nghị định 24 về quản lý thị trường vàng, tăng nguồn cung vàng, đáp ứng nhu cầu thị trường. Muốn xóa bỏ cái chênh lệch về giá vàng trong nước và giá vàng quốc tế thì đơn giản là dùng các biện pháp thương mại. Cũng cần gì phải dùng các biện pháp tiền tệ như là đấu giá vàng miếng rồi thì là này khác. Tôi nghĩ rằng đơn giản tức là chúng ta cho phép một số các cái ngân hàng, các cái công ty kinh doanh vàng bạc đủ điều kiện xuất nhập khẩu, người ta tự xuất nhập khẩu và kinh doanh vàng miếng và vàng trang sức, và chúng ta sẽ dùng công cụ mạnh nhất của chính phủ để mà xử lý vấn đề này là thuế. Liên tiếp hủy thầu và một lần đấu ế khiến mục tiêu thu hẹp chênh lệch giá vàng miếng trong nước và quốc tế trong ngắn hạn cũng bị thách thức. Hai tuần gần đây, giá vàng thế giới trong xu hướng đi xuống, giá vàng miếng trong nước lại xác lập kỷ lục mới và nới rộng khoảng cách với giá vàng thế giới. Theo đó, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới 15 triệu đồng một lượng.